Xin chào các bạn. Cũng đã lâu rồi, tôi hôm nay lại tiếp tục lên sóng. Vừa rồi tôi bận chút việc. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về kênh Salon Ô tô Hà Nội 1, địa chỉ số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chúng tôi về một số các cái chủng loại mới, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn nắm bắt qua các cái dòng xe của tại Salon chúng tôi. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc Mercedes GL450 được sản xuất cuối năm 2009. Chiếc xe cực kỳ là chủ đi giữ gìn, đảm bảo là xe không có tai nạn ngập nước. Thân vỏ và máy zin đã được bảo trì bảo dưỡng rất là tốt lành và ngon lành rồi. Chiếc xe này hiện nay đang chào bán với cái giá là 660 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Rất mong các bạn có thể qua để đi chiêm ngưỡng thử với chiếc xe SUV GLS450, dòng xe SUV 7 chỗ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn. Đây là một chiếc Mercedes C300 bản Plus được sản xuất cuối năm 2013, phiên bản Modern 2014 với cửa nóc to và vô lăng méo, đai đỏ. Chiếc xe này được chủ đi rất là giữ gìn. Mới đi được có 9 vạn km. Xe này hiện nay đang chào bán tại cửa hàng của chúng tôi là giá là 680 triệu. Rất mong các bạn có thể qua đi thử chiếc xe trên để biết được cảm giác về chiếc xe dòng xe của thương hiệu Đức và một chiếc xe so sánh với lại cùng đời cùng với lại cái giá tiền ngang nhau với lại một chiếc xe Camry thì các bạn sẽ thấy được nó khác biệt nó như thế nào. Tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp là đây là một chiếc Toyota Land Cruiser Prado được sản xuất 2015. Chiếc xe cực kỳ mới, xe mới đi có 5 vạn km. Hiện nay tôi đang chào bán ở tại cửa hàng của chúng tôi là 1 tỷ 480 triệu. Rất mong các bạn có thể xem các cái clip này và các cái thông tin chi tiết cụ thể các bạn sẽ alo cho tôi hoặc nhắn tin cho tôi theo số điện thoại 0968680977 để tôi gửi cho các bạn đầy đủ các cái chi tiết trên chiếc xe này, chiếc xe Land Cruiser Prado phiên bản sản xuất 2015 các bạn nhé. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn đây là một chiếc Lexus RX350 được sản xuất cuối năm 2009. Chiếc xe này là biển tỉnh, tôi đã rút hồ sơ về tại Hà Nội rồi. Chiếc xe này màu đen và nội thất kem, chủ đi rất giữ gìn và được bảo trì bảo dưỡng tại hãng. Chiếc xe rất là mới. Rất mong các bạn có thể quan tâm ấy, nhắn tin và hoặc gọi điện cho tôi gửi đầy đủ các cái chi tiết cho các bạn xem đầy đủ các cái nội thất rồi bên trong bên ngoài cho các bạn xem. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 080 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn về trong phía trong này. Đây là một chiếc xe Santa Fe. Phiên bản full dầu nha các bạn nhá. Được sản xuất cuối năm 2021. Đăng ký lần đầu tiên là tháng 1 năm 2022. Xe mới đi có 5.000 km, xe cực kỳ mới và được giữ gìn, đảm bảo mới thay dầu được một lần nhé các bạn nhé. Mới đi có 5.000 cây. Xe hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 490 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Tiếp theo là đây là một chiếc, cũng là chiếc Land Cruiser Prado màu vàng cát, nội thất đen. Chiếc xe này được sản xuất cuối 2013, phiên bản Modern 2014. Tên công ty, xuất được hóa đơn. Rất mong các bạn có thể quan tâm đến thì chúng tôi sẽ gửi đầy đủ chi tiết cho các bạn. Và chiếc xe này hiện nay đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 270 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn, đây là một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 hai cầu, được sản xuất cuối năm 2018.
chiếc xe cũng là một chủ được đi giữ gìn rất là cẩn thận. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán tại cửa hàng của chúng tôi là 810 triệu. Rất mong các bạn có thể qua đi thử và chiêm ngưỡng chiếc xe trên ở tại cửa hàng của chúng tôi. Còn đây là một chiếc xe Mercedes GLC GLC 300 phiên bản sản xuất cuối 2018. Và phần ngoại thất là màu xanh Kavansai, nội thất là màu cà phê. Chiếc xe này rất được chủ đi giữ gìn cẩn thận, được đi rất là ít. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 760 triệu. Rất mong các bạn có thể liên lạc với tôi để tôi gửi đầy đủ các cái thông tin chi tiết cho các bạn. Còn đây là một chiếc Mercedes C200 phiên bản Exclusive được sản xuất năm 2021 và cũng được đăng ký là cuối năm 2021. Chiếc xe này cũng chỉ mới lăn bánh đi được có một vạn hai km. Chiếc xe này hiện nay là tôi đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 660 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe Camry phiên bản 2.0 với màu vàng cát và nội thất là màu kem. Chiếc xe này là phiên bản model 2016 và sản xuất thì cuối 2015, phiên bản mẫu mới rồi. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 695 triệu tại cửa hàng của chúng tôi. Chiếc xe rất được đi và giữ gìn cẩn thận. Rất mong quý vị và các bạn mà quan tâm các cái dòng xe của tôi tại cửa hàng của chúng tôi, tôi sẽ gửi cho các bạn đầy đủ các cái thông tin chi tiết về phần nội thất hay là ngoại thất của xe, và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại của tôi là 0968680977. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn. Các bạn đã theo dõi cái kênh của tôi và giúp tôi, hãy chia sẻ và like giúp tôi với cái kênh Hà Nội 1, Salon ô tô Hà Nội 1 của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn.